Chào mừng các bạn trở lại với tập mới nhất của chương trình Phụ Nữ Photoshop tập 47 ha. Thì sau một thời gian mình bận rộn với những dự án khác thì hôm nay mình sẽ trở lại với các bạn qua tập mới này. Thì mỗi bài tập mình đưa ra thì nói chung là đều là những bài tập ngắn gọn thôi. Chúng ta sẽ ứng dụng. Thì bài tập hôm nay đó chính là phông chữ các bạn ha, mình tạo hiệu ứng chữ là hiệu ứng chữ sô cô la. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm. Thì đầu tiên các bạn sẽ chọn test ha. Do hiệu ứng chữ nên là chúng ta sẽ chọn một cái test nào đó cho nó phù hợp. Rất là đơn giản các bạn ơi. Thì mình có một cái group riêng trên Facebook về cái những cái bài tập photo, chia sẻ những bài tập Photoshop này. Thì có một số bạn thì cũng nói là sao lâu quá mình không có lên những cái bài mới ha. Thì các bạn có thể là gợi ý đi, ví dụ như mình có thể comment ở dưới cái clip này chẳng hạn, comment những bài tập comment gợi ý với mình những cái bài tập tiếp theo để từ đó mình lấy cơ sở mình sẽ hướng dẫn các bạn những bài tập mới. Thì trong cái group thì có một bạn hỏi mình là muốn tạo một cái phông chữ mà nó giống như là sô cô la kẹo các bạn. Thì sẽ làm một cách nào? Thì hôm nay mình cũng sẽ trong cái dịp rảnh rỗi này mình sẽ tạo hướng dẫn các bạn cái bài tập này ha, chia sẻ cho các bạn. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình làm. Thì phông chữ thì chúng ta sẽ chọn tùy ý thôi, bạn thích phông nào thì chúng ta chọn phông đó thôi ha. Rồi bạn nào muốn xem lại những cái tập phim trước thì chúng ta cuối cái đoạn video này chúng ta sẽ có một cái playlist để chúng ta xem lại 46 tập trước đây ha. Rồi bây giờ chúng ta làm, mình sẽ chọn một cái phông này. Bài tập mà để nói về phông á, những cái phông chữ đẹp thì các bạn như tập 4 á ha. Ở tập 4 mình có nói sơ qua rồi đó. Bạn nào muốn muốn xem về những cái phông đẹp thì chúng ta xem lại tập 4. Wow, cái phông này có vẻ hơi đẹp nè các bạn. Rồi chúng ta sẽ hiệu chỉnh ha. Là đầu tiên chúng ta sẽ gõ test bình thường thôi, không có gì hết đúng không? Bước tiếp theo các bạn sẽ lít chuột phải lên cái layer test của chúng ta nè, lít chuột phải lên chúng ta sẽ chọn là blending option. Rồi các bạn chờ một chút xíu, máy của mình nó cũng hơi nhanh ha, nên là có thể là 10 15 phút nó vẫn chưa hiện lên. Ồ lên rồi, rất là may mắn ha. Thì các bạn cứ chọn đơn giản, các bạn nhớ ha, chọn cái đầu tiên là bevel and emboss ha, bevel. Color thì chúng ta sẽ chọn những cái màu phù hợp, ví dụ như là màu của sô cô la, ví dụ như là màu nâu. Đó. Phông chữ càng dày thì chúng ta có thể càng nhìn rõ hơn ha. Và lưu ý ha, để giống sô cô la thì chúng ta sẽ chọn màu nâu. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại cái bevel and emboss này thì chúng ta sẽ chỉnh một số cái, ví dụ như cái dip. Nó giống như là cái nổi chữ lên đó các bạn thấy không? Khi mà mình giảm xuống nè thì nó sẽ bình thường, và khi mình kéo từ từ lên thì các bạn thấy chữ mình có hiệu ứng, nó sẽ nổi nổi khối lên. Ha. Thì các bạn sẽ canh kéo phù hợp ha, chúng ta không có kéo hoàn toàn 100%. Chúng ta không có kéo hết mức như thế này ha. Này là 1000% ha. Thì chúng ta sẽ kéo khoảng 100% là vừa. Đây là cái size nè các bạn thấy không? Dễ lắm, các bạn cứ lên, các bạn chọn hiệu ứng và các bạn cứ gia giảm theo khi nào phù hợp. Tại vì tùy theo phông chữ dày hoặc là mỏng mà chúng ta sẽ nó có những cái kêu là gì ta? Những cái thông số khác nhau ha, những cái thông số. Đó. Sharpen là cái độ mềm mại của cái nét này. Các bạn thấy là khi mình kéo giảm opacity xuống thì cái khối ánh sáng nó sẽ rọi vào ít hơn là khi chúng ta tăng lên này. Đó các bạn thấy không, ánh sáng nó sẽ rọi vào cái chữ này nhiều hơn. Đó, đây là cái shadow. Bạn nào muốn tạo bóng thì chúng ta sẽ chọn drop shadow dưới đây và gia giảm cho nó thật là tự nhiên các bạn ha. Do cái phông chữ này nó hơi mỏng thì nó cũng không thấy được nhiều. Ở đây mình sẽ chọn thêm một cái phông khác để làm ví dụ cho các bạn ha.
Đó. Hiện tại các bạn ở trên mạng có nhiều cái form xe ra rất là đẹp ha. Thì các bạn cũng có thể chịu khó lên mạng tìm một số cái mẫu form cập nhật những cái form mới ha. Khi mà mình làm dân thiết kế thì mình luôn cập nhật cái xu hướng đó các bạn. Đó, ví dụ như chữ này ha. Màu sắc. Cho nó tối tối một tí đi ha. Rồi nè, cái này nó dày hơn một tí, chúng ta sẽ vô preview chúng ta chỉnh lại nè. Bởi tùy theo cái phông chữ dày mỏng khác nhau, chúng ta sẽ gia giảm cái thông số lại các bạn ha. Đó, cho chữ chúng ta nó sẽ sáng lên một tí nè. Đó. Bạn thấy rõ ràng là rất là đơn giản ha, chúng ta chỉ cần vào chọn cái phông chữ, xong chúng ta sẽ lít chuột phải lên, chúng ta sẽ chọn là blending option ha, blending option nè. Và sau đó chúng ta sẽ chỉnh lại những cái thông số cho phù hợp là chúng ta xong. Color overlay để chúng ta chọn cái màu sắc. Đó, các bạn cứ comment đi thì góp ý và chia sẻ lẫn nhau thì để chúng ta có thêm nhiều kinh nghiệm đúng không? Thì các bạn có thể cũng chỉ cho mình rồi mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Ở đây là tester, là chúng ta sẽ thêm một cái vài cái vân, cái hiệu ứng thêm cho cái này các bạn thấy y chang sô cô la luôn nè ha. Đó, chúng ta sẽ gia giảm nè các bạn. Đó. Ha. Thì mình nghĩ là với những cái bước đơn giản thế này thì các bạn cũng đã vừa cập nhật thêm một cái style chữ ha cho riêng mình. Khi nào chúng ta cần thiết thì chúng ta có thể ứng dụng vào. Và chúc các bạn thành công với bài tập này, một bài tập rất là nhỏ và rất là dễ mà đôi khi chúng ta không để ý đến thì chúng ta không có làm được, nhưng mà thật sự ra nó rất là dễ các bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo. Các bạn có thể comment gợi ý cho mình để mình có thêm nhiều nhiều bài tập mới hơn các bạn ha. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều.